nay thì bất thình lình thì mình có một cái điện thoại từ hotel rằng là mình đi làm. Chắc có thể là hôm nay có một cái dự kiện gì đó rất là lớn, và người ta thì cần người. Cho nên không có báo trước, chỉ có gọi tức thời. Thường thường á thì mình hay có một cái plan để mình coi sao cái micro này nó không có micro mình nó không có hoạt động ta. Alo, đúng rồi, micro mình có hoạt động đây mà. Mà tại sao nó không vô được trong cái âm thanh trong máy ta? Để mình coi cái display, display của cái mà nhận á, thì khi mình nói á thì nó hiện lên đó, mình thấy không, cái cột nó đi thì có nghĩa rằng là nó được sử dụng. Nhưng mà mình không hiểu sao khi mình edit á, thì mình thấy nó không có lên âm thanh như mình mong muốn. Xin lỗi nha, một thử sự thiếu sót trầm trọng. Nhưng mà với lại cái nhạc của mình nó cũng hơi to đó. Cho nên khi mình vô cái giọng nói của mình nó thấp thì nó không có hợp gu, có nghĩa là nó không có match. Thì bây giờ mình mang theo những dụng cụ của mình. Mình sẽ quay phim khi nào mình tới hotel. Đây là những dụng cụ của mình phải có khi mình quay phim. Nhiều khi mình làm á rất là bận rộn cho nên không có thời giờ để mà mình quay phim được. Nhưng mà mình cứ mang theo dự trù để mình rảnh lúc nào thì mình quay lúc đó. Còn mình không rảnh thì mình làm. Chứ còn mình bận thì mình không có quay được các bạn nhé. Rồi. Đóng gói. Tất cả đã đóng gói mang theo. Son. Hôm nay mình cũng nhận được cái tờ quảng cáo mà mình đã đặt cho cái hãng của mình. Rất là nhanh, chỉ trong vòng mấy ngày thì nó đã in xong cho mình. Nhìn cũng rất là đẹp. Còn visit card thì mình cũng in rồi. Thì một vài ngày nữa thì visit card của mình thì nó cũng về. Thì còn có thiếu thẻ quà tặng nữa thôi. Nhưng mà thì mình nghĩ là nó sắp qua năm rồi. Cho nên nói về vấn đề quà tặng thì mình phải đợi, hay là mình phải cũng đặt, nhưng mà mình đặt cho năm mới. Đây là một cốc cà phê mình sẽ mang theo và mình ngồi trên xe mình uống. Chứ còn trong trong hotel thì nó cũng có mà, phải không các bạn? Bây giờ mình phải đi lấy áo khoác rồi đi xuống gara xe. Thì mình cũng thông báo với hotel là bởi vì mình nhận tin hơi trễ cho nên mình không có thể đến đúng giờ như dự định. Thì có thể là mình đến hơi trễ thì họ cũng đồng ý. Có thể là một người nào đó bị bệnh cho nên
giờ mình sẽ đi lấy áo khoác thôi nha các bạn. Đây, microphone của mình đây. Khi làm trong hotel thì mình phải đeo cái thẻ tên tên của mình đây. Mình khi mình làm hotel đây là cái nhận á, cái nhận của cái này nhận vô cái điện thoại của mình đó. Bây giờ mình đi lấy áo khoác. Rồi mình phải đi, hôm nay mình đi làm thì mình nghĩ có thể mình về tới nhà rất là khuya, 1-2 giờ đêm. 1-2 giờ đêm là trễ nhất nhưng mà sớm nhất cũng là 12 giờ 1 giờ. Đây. Có thể các bạn thắc mắc là ủa sao cô này cô nói là cô thất nghiệp mà sao bây giờ cô lại nói là cô đi làm. Đúng rồi, mình là công nhân viên của để mình coi lại là nhà mình có tắt đèn ổn định, nhà cửa ổn định chưa. Công nhân viên của hotel, Quality Hotel. Nhưng mà mình làm cho những cái event chứ không phải là mình là dọn phòng hay là tiếp làm quầy tiếp tân. Mình làm trong cái call event. Thì event này có nghĩa là khi mà có khách á, nghĩa là khi mà có khách á thì mình mới đi làm những cái buổi mỗi cái những cái sự kiện lớn hay những cái lễ đám cưới tiệc tùng lớn thì mình mới đi làm, chứ còn bình thường thì mình ở nhà thôi. Thì đó là một hình thức gọi là thất nghiệp. Mình chưa lấy chìa khóa nhà lên. Đó là mình hình thức thất nghiệp. Thì coi như là bên Halloween này nó là như vậy. Có nghĩa là nếu mình đi làm mướn á, còn làm chủ thì mình phải có lợi nhuận. Nếu mà mình có lợi nhuận thì mình không được ăn tiền thất nghiệp. Còn nếu mà mình đi làm mướn mà mình chỉ làm chỉ có dưới 50% thì mình vẫn được ăn tiền thất nghiệp. Tiền ăn tiền thất nghiệp thì nó sẽ tính vào 3 năm cuối. Thì trong 3 năm cuối cái năm nào mà tiền lương của mình cao nhất trong một năm đó thì nó sẽ dùng để mà tính cái tiền tiền thất nghiệp cho mình. Đây, bây giờ là mình chuẩn bị đi. Đó, các bạn thấy mùa thu không? Đó là cây nó đổi màu hết rồi đó. Bây giờ mình đang mua thang máy, mình chuẩn bị đi ra. Bây giờ mình cũng xuống tới garage. Cái trước tiên mình sẽ làm đó là mình gỡ cái điện này ra. Mình sẽ trả lại vị trí quy định.
Rồi. Bây giờ mình phải lái xe đi làm thôi. Hy vọng là lần này á, cái microphone của mình á, nó hoạt động. Dụng cụ thì có đầy đủ nhưng mà mình ít có sử dụng á, cho nên đôi khi mình cũng quên quên cái cách sử dụng, hoặc là nhiều khi cũng vô tình không có kiểm soát lại, cho nên âm thanh nó không có được đầy đủ. Hy vọng là lần này thì nó có âm thanh, thì cũng như là mình check cái nhận của âm thanh thì mình thấy nó hoạt động đó, mình thấy không, các bạn thấy không, khi mà mình nói á, đó là nó có nhịp hoạt động, thì mình cũng check cái connection đó tới cái máy quay của mình á, thì mình cũng thấy là nó nhận được cái vi tính từ cái này. Nhưng mà để mình coi thử, là mình về tới nhà mình coi thử là nó có hoạt động không nha các bạn. Ok, bây giờ mình bắt đầu phải lái xe. Khi mình lái xe thì mình không có được phép quay phim. Thì có gì thì mình tới nơi mình sẽ nói chuyện sau. Bây giờ trên xe thì nó cũng tối.